Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thành phố Bạc Liêu tổ chức kiểm tra tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chợ Phường 1 và chợ Xóm Mới B nhằm chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tối đa nguy cơ cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Lực lượng chức năng đã kiểm tra việc lập lưu trữ hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chỉ thành lập và duy trì hoạt động đội phòng cháy chữa cháy các điểm chợ, xây dựng bổ sung chỉnh lý phương án chữa cháy, kiểm tra trang thiết bị, nguồn nước phục vụ chữa cháy, các biện pháp chống cháy lan, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các dụng cụ sinh nhiệt, sinh lửa trong gian hàng kinh doanh tại chợ. Ngoài ra, cũng tuyên truyền hướng dẫn công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các quầy bán hàng, cách bố trí hàng hóa, vật tư thiết bị, khu vực xuất nhập hàng, cách sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, phương pháp dập tắt một đám cháy, nguyên nhân và biện pháp phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện, ga.